Xin chào các ông bà, cô bác, anh chị. Các ông bà, cô bác, anh chị có khỏe không? Hôm nay cuộc sống Canada, cuộc sống xa quê sẽ gửi đến với ông bà, cô bác những phần tiếp theo về chú chim bồ câu. Đến và đẻ và ấp ở trong ở balcony, ban công. Hôm nay em ấy đã chịu cho cuộc sống xa quê, cuộc sống Canada quay vì cái trứng của em ấy. Em ấy hôm nay dễ thương lắm. Thưa bà, ông bác, anh chị có thấy được cái trứng quá trên bồ câu này không? Hôm nay bà ấy rất là hiền luôn, không có giận dữ như mấy hôm trước. Chắc có lẽ là đã yên tâm một chút, không có sợ mình lấy trứng của bạn ấy đó. Hello, hello bạn chim bồ câu. Hôm nay bạn khỏe không? Cảm ơn bạn hôm nay đã cho mình quay trứng ăn. Né ra cho quay nữa hả? Cảm ơn nha. Hôm nay bạn dễ thương lắm á. Mình quay cho ông bà, cô bác, anh chị coi ha. Coi vì bạn đã có mấy cái trứng rồi. Bạn được mấy trứng rồi? Một thôi hả? Một hay hai? Quý vị chỉ thấy một cái thôi à. À, một cái thôi hả? Né ra đi một chút xíu coi. Được không? Không được hả? Không được, không né được. Thôi kỳ, né được kỳ. Hôm nay bạn dễ thương lắm, lông bạn đẹp quá trời luôn đó. Cảm ơn nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Love you. Thôi chào quý ông bà, cô bác, anh chị đi. Chào. Cho thấy đó hả? Ok, bạn thấy ha, bạn được hai trứng ha. Nghe chào cứ đứng dậy, đứng dậy cho quý vị ông bác, cho quý vị coi cái chỗ mà cho con trứng liền ha. Cảm ơn nhiều nha. Bạn nghỉ ngơi đi nha. Bye. Chào tạm biệt quý bà, cô bác, anh chị. Hẹn ngày mai ha. Bye bye. Hẹn gặp lại ngày mai nha.